Ngoại tình, lỗi do ở người phụ nữ. Trước tiên, chúng ta nên làm rõ định nghĩa ngoại tình là gì đã, rồi hãy bàn đến chuyện lỗi ở do ai nhé. Ngoại tình là gì? Ngoại tình là từ ngữ, dùng để đề cập đến việc một người đã kết hôn, có tình cảm như vợ chồng với người khác, không phải là người vợ chồng chính thức của họ. Từ một góc độ khác, từ này cũng áp dụng cho một người độc thân, có quan hệ tình dục với một người đã kết hôn. Việc ngoại tình thường được liên hệ với các cá nhân có ham muốn tình dục nhiều hơn người bạn đời của họ. Mặc dù các hoạt động tình dục cấu thành việc ngoại tình khác nhau, cũng như các hậu quả xã hội, tôn giáo và pháp lý, song khái niệm này vẫn còn tồn tại trong nhiều nền văn hóa và tương tự trong các tôn giáo như Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Vậy, việc ngoại tình chỉ xảy ra khi có sự kết hợp của hai đối tượng với nhau mà ta tạm gọi là giữa nam và nữ. Việc ngoại tình không thể xảy ra khi chỉ có duy nhất một đối tượng muốn ngoại tình. Vậy, tại sao người ta thường đổ lỗi ngoại tình là do người phụ nữ? Xin mời các bạn cùng Triết Lý Sống Mới theo dõi hết video này nhé. Ngoại tình với người có vợ hơn 20 năm, nhưng Juliet ở Leicester, nước Anh, cảm thấy lỗi hoàn toàn không phải của cô, mà là từ phía người đàn ông. Người phụ nữ 39 tuổi kể, cô yêu Mark, một đồng nghiệp đã có gia đình. Cả hai nảy sinh tình cảm ở lần đầu gặp nhau. Cô và Mark từng yêu nhau, sau đó chia tay khi cô kết hôn và có con. Dù kết thúc mối quan hệ, nhưng Juliet vẫn liên lạc lại với Mark. Cô đã chính thức quay lại được khoảng một năm và gặp người ấy mỗi tuần một lần. Juliet không hề xấu hổ khi được gọi là người thứ ba, bất chấp xã hội nghĩ gì. Juliet nói, tôi không quen vợ anh ấy và không làm gì sai với cô ấy, chồng cô ta mới là người sai. Khi bước vào mối quan hệ tay ba này, Juliet nói rằng cô sẵn sàng đối diện với việc bị bạn bè, người thân coi là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, bị nói là vô cảm, thậm chí là tàn nhẫn. Cô chấp nhận, miễn là được yêu, vì đặt nhiều tình cảm cho đối phương, nên ngay cả việc cuối tuần đối phương nhắn tin cho cô ít đi, dành thời gian cho gia đình, cũng khiến cô khó chịu và cảm thấy suy sụp. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không bỏ vợ vì tôi, và tôi cũng có thể chia tay và tìm một mối quan hệ mới. Nhưng khi nhớ đến khoảnh khắc tôi và anh ấy bên nhau, tôi lại thấy hạnh phúc, Juliet tâm sự. Trước những lời ngon ngọt của tình nhân rằng hiện tại anh với vợ chỉ sống với nhau vì tài chính, cả hai không liên quan đến nhau, khiến Juliet nguôi ngoai cơn ghen và thấy mình trở nên đặc biệt. Hiện tại, cả hai vẫn đang yêu đương lén lút. Juliet nói, chỉ một vài người bạn thân của Mark biết chuyện, nhưng họ đều bảo vệ và ủng hộ chúng tôi. Nếu mọi thứ ở nhà đều ổn, anh ấy sẽ không ở bên tôi. Đó không phải là lỗi hay vấn đề của tôi, nên thật không công bằng nếu tôi bị chỉ trích, Juliet chia sẻ. Trong những cuộc ngoại tình, những người phụ nữ thường bị dư luận lên án, chỉ trích, đặt cho những biệt danh như tiểu tam, con giáp thứ 13, trong khi đó không có từ nào dành cho đàn ông. Thực tế, phụ nữ bị đánh giá gay gắt hơn khi nói đến chuyện ngoại tình. Một nghiên cứu cho thấy, người vợ thường đổ lỗi cho người thứ ba thay vì chồng mình, còn đàn ông, khi bị phát hiện, sẽ đổ lỗi cho vợ hoặc tình nhân của họ. Nói về việc phụ nữ bị đối xử bất công, bị chỉ trích nhiều hơn khi phát hiện ngoại tình, Finn McKay, giảng viên cao cấp về xã hội học tại Đại học West of England cho rằng vấn đề này liên quan đến chế độ phụ hệ. Trong truyền thống lịch sử, vợ là tài sản hợp pháp của chồng, Finn giải thích. Vì vậy, việc phụ nữ ngoại tình bị coi là sự xúc phạm đối với người đàn ông và sự xúc phạm đến quyền lực của anh ta trong gia đình. Chuyên gia nói, bản chất đàn ông sinh ra đã là những kẻ tham lam, đối với phụ nữ, họ chỉ muốn thêm chứ không có bớt, đặc biệt trong chuyện quan hệ nam nữ. Trong khi phụ nữ được cho là có trách nhiệm nội trợ, chỉ ở nhà và nuôi con, được một người đàn ông hỗ trợ và không được phép yêu ai khác ngoài chồng mình. Ông nói thêm, đối với nam giới, quan hệ tình dục nhiều được coi là sự tăng cường nam tính. Do đó, không có nhiều sự kỳ thị đối với những người đàn ông có nhiều mối quan hệ hoặc nhiều mối quan hệ tình dục, bởi vì họ coi đàn ông là những người có quyền tự do sở hữu và làm theo ý mình. Nhưng phụ nữ được cho là bị sở hữu và kiểm soát bởi một người đàn ông, dù anh ta có chung thủy với họ hay không, vẫn phải chấp nhận, chuyên gia nói. Clara, 52 tuổi, ở Texas nói, cô đã ngoại tình với người yêu cũ, dù anh ấy đã có gia đình. Cả hai âm thầm hẹn gặp nhau ăn tối và yêu lại từ đầu.
Clara và người tình gặp nhau mỗi tuần một lần. Cô nói, khi biết anh ấy không hạnh phúc trong hôn nhân, thấy đồng cảm vì chính cô cũng đang mắc kẹt trong quan hệ với chồng mình. Tôi chưa bao giờ mong đợi và cũng không muốn chung sống với anh ấy. Chúng tôi yêu nhau, đơn giản chỉ vì hợp về tình dục, cô nói. Cuộc tình kéo dài được 6 tháng thì Clara thấy hối hận và quyết định chấm dứt. Nhưng đối phương vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin và gửi email trong nhiều tháng để níu kéo. Cô kể, đã nhắn tin cho vợ của người tình, nhưng anh ta phủ nhận mọi chuyện và nói cô chính là người quyến rũ, quấy rối. Cô nói dù ấm ức nhưng không làm được dê, y vì bản thân cũng là người làm việc sai trái. Đàn ông được tự do lừa dối và làm theo ý họ mà không phải chịu hậu quả gì bằng cách đổ lỗi cho người phụ nữ. Tôi hối hận vì đã ngoại tình, phải yêu đương trong thiệt thòi, oan ức, Clara nói. Phụ nữ ngoại tình thích gì ở đàn ông, người mà họ đang ngoại tình? Chắc hẳn, đây là câu hỏi xuất hiện mỗi khi người đàn ông, người chồng cảm thấy có hiện tượng lạ, một sự đổi khác, hay biết chắc chắn rằng vợ ngoại tình sau lưng mình. Một vòng tay ấm áp sẵn sàng che chở cho phụ nữ chăng? Đối với phụ nữ, điều quan trọng nhất là lúc họ bối rối, lo âu hay mệt mỏi, muộn phiền là người đàn ông sẵn sàng chấp nhận từ bỏ mọi thứ để trở về bên họ âu yếm, chia sẻ. Một vòng tay ấm áp luôn sẵn sàng che chở ở bất cứ trường hợp nào, hoàn cảnh nào. Bởi vì sống thiên về tình cảm nên phụ nữ cũng rất dễ cảm động bởi những hành động yêu thương, chăm sóc, ân cần của người thứ ba dẫn đến hành vi ngoại tình. Phụ nữ bị quyến rũ bởi bản lĩnh đàn ông mạnh mẽ của người tình. Có nhiều định nghĩa khi nói về sự mạnh mẽ của đàn ông. Nhưng có nhiều phụ nữ yêu thích bề nổi của một người đàn ông, đó là thân hình cường tráng, là thói quen ăn to, nói lớn, là người luôn xung phong, đi đầu trong những việc khó. Phụ nữ thích kiểu mạnh mẽ bề ngoài như vậy và muốn ở bên cạnh người đàn ông đó vì cho rằng mình sẽ không cần phải tỏ ra quá cứng rắn mà vẫn được che chở, bao bọc. Sự thỏa mãn về vật chất cho người phụ nữ. Ai cũng thích và mong muốn có một cuộc sống đủ đầy, không phải lo về vật chất. Cám dỗ về vật chất là một trong những yếu tố, nguyên nhân khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, gia đình chia ly. Phụ nữ luôn có những sở thích cầu kỳ về phục trang, trang sức, sở thích. Nên, nếu gặp một người yêu mình mà có điều kiện, vật chất thì dễ bị cám dỗ mà ngoại tình. Tình dục vẫn là yếu tố quan trọng đối với người phụ nữ. Nhu cầu tình dục của phụ nữ cũng cao không kém đàn ông, chỉ khác ở chỗ họ thường ít biểu lộ hay kìm hãm được sự mong muốn này, cao hơn một nửa thế giới. Tuy nhiên, khi nhu cầu này không được đáp ứng đầy đủ trong một thời gian dài, có thể khiến phụ nữ cảm thấy chán nản, muộn phiền và muốn có một người đàn ông khác có thể lấp đầy những mong muốn của mình. Ngoại tình vì tình dục cũng là trường hợp dễ gặp trong số các trường hợp thám tử điều tra ngoại tình. Khi nghi ngờ, biết và tin chắc rằng vợ giấu giếm sau lưng mình, anh nên thật bình tĩnh và sử dụng lý trí để suy xét trước khi hành động. Trong những trường hợp không thể cứu vãn, anh cũng có thể lưu tâm đến dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình để giành lợi thế trước tòa, đảm bảo quyền lợi cho bản thân và các con. Nếu bạn thấy những người phụ nữ thường xuyên thích làm bốn việc này, dù già hay trẻ, cũng dễ cặp kè trai lạ, hãy hết sức cẩn thận nếu muốn giữ lại mái ấm gia đình. Ngày nay, vấn đề ngoại tình ngày một phổ biến, kể cả với đàn ông cũng như phụ nữ. Alicia M. Walker, phó giáo sư xã hội học tại Đại học bang Missouri, Mỹ, nói và khẳng định tỷ lệ lừa dối bạn đời của phụ nữ tương đương nam giới. Có nhiều lý do để người ta có những mối quan hệ ngoài luồng, cô đơn, buồn chán và đôi khi do men rượu. Tuy nhiên, dù lý do là gì đi chăng nữa, thì phụ nữ ngoại tình đều bộc lộ ra những biểu hiện nhất định. Trong đó, nếu thấy cô ấy thường xuyên thích làm bốn việc này, dù già hay trẻ, cũng dễ cặp kè trai lạ, hãy hết sức cẩn thận nếu muốn giữ lại mái ấm gia đình. Phụ nữ ngủ một mình. Thực tế, đối với những cặp vợ chồng lớn tuổi, để giấc ngủ yên ổn hơn, thì việc ngủ riêng là điều dễ hiểu, nhưng việc ngủ giường riêng khi còn trẻ chắc chắn là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến mối quan hệ hôn nhân. Nhiều bậc cha mẹ đã khuyên con gái rằng, mặc dù người chồng mình có thể ngủ ngáy, con cũng nên cố gắng không ngủ giường riêng, trừ khi bạn không muốn ngủ chung và muốn ly hôn. Vì vậy, nếu một người phụ nữ
không ngủ với chồng của mình có khả năng ngoại tình rất cao. Chỉ khi đó, họ không còn động chạm cơ thể, chung đụng, thân mật với chồng nữa. Khi trái tim phụ nữ đã lạc nhịp, họ không còn muốn sự giao hợp về thể chất. Phụ nữ rất ít nói chuyện, tâm sự, chia sẻ. Nghĩ lại những khoảnh khắc yêu nhau ngày xưa, có vô vàn điều muốn nói, hễ gặp nhau là miệng không nhịn được, nói huyên thuyên, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng không biết tại sao bây giờ, cô ấy ngừng giao tiếp, cô ấy không có gì để nói với bạn, hiếm khi ở bên bạn, thậm chí cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng khi ở bên nhau, bởi vì cô ấy không nói bất cứ điều gì cả. Cô ấy hay cười một mình, có khi lại ưu tư, suy nghĩ, bạn nói chuyện, nhưng vợ không quan tâm hay trả lời. Đồng thời, hai vợ chồng bạn ít chia sẻ tình cảm, công việc, bạn bè hơn xưa. Nếu một hôm nào đó, hai người trao đổi nhiều hơn, thì lại gây ra cãi vã. Mặc dù có thể khiến bạn buồn, nhưng nếu người phụ nữ bên cạnh bạn có dấu hiệu này, thì cô ấy có khả năng có mối quan hệ bên ngoài rất cao. Phụ nữ muốn ly hôn. Rõ ràng, đây là biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn. Bất kể cô ấy làm gì, cô ấy đều cảm thấy không tốt, tâm trạng không tốt, hay đơn giản là không thích đối phương. Có lần ồn ào một chút, cô ấy nói muốn ly hôn để giải quyết vấn đề. Ly hôn không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, nhưng điều cô ấy nghĩ là mình có thể ở bên người đàn ông mình yêu sau khi ly hôn bạn. Phụ nữ không thích ở nhà. Vợ chồng không còn tình nghĩa thì tổ ấm không êm ấm. Căn nhà vắng vẻ, cô ấy không muốn về nhà, sau khi làm việc sẽ chạy ra ngoài chơi bất cứ khi nào có cơ hội. Ở nhà luôn cảm thấy buồn chán. Cô ấy hay ra ngoài hội họp bạn bè, thường giải thích bằng nhiều lý do và không cho bạn theo cùng. Hay trước đây, vợ bạn chỉ lo gia đình nên không tham công tiếc việc, ít đi làm về muộn. Nhưng hiện tại, cô ấy lại thường xuyên tăng ca, đi công tác dài hạn, lặp đi lặp lại. Một người phụ nữ không thích về nhà, bạn không thể kiểm soát những gì cô ấy làm. Vì vậy, nếu cô ấy làm điều này, thì có thể cô ấy đang lừa dối bạn và ly hôn là điều tất yếu. Theo khảo sát của các chuyên gia tâm lý, thì những người phụ nữ làm trong 6 lĩnh vực này dễ vướng vào chuyện tình ngoài vợ, ngoài chồng. Người làm trong ngành nghệ thuật, giải trí. Ngành nghệ thuật, giải trí như thường được tiếp xúc với nhiều trai xinh, gái đẹp, đồng thời do môi trường làm việc thường xuyên phải tiếp xúc thân mật về mặt thể xác, khiến cho họ đôi khi không thể kiềm chế được những rung động trong lòng mình. Bởi con người ai cũng có những cảm xúc riêng của mình, chính vì vậy những người làm trong giới nghệ thuật, giải trí dễ vướng vào chuyện ngoại tình. Nhân viên văn phòng. Văn phòng là nơi rất dễ phát sinh chuyện ngoại tình. Ở đây, phụ nữ có điều kiện tiếp xúc hàng ngày, có những mối quan tâm về công việc chuyên môn chung với các đồng nghiệp nam giới. Bên cạnh đó, do ở môi trường này sẽ có rất nhiều đàn ông thành đạt, quyền lực, phụ nữ lại rất dễ mềm lòng trước những đối tượng có vẻ ngoài bắt mắt, cách ăn nói dễ nghe và thành công như vậy. Nhân viên tiếp thị bia rượu, thuốc lá. Những người phụ nữ khi làm việc trong nghề môi giới tiếp thị, sự tiếp xúc với nhiều khách hàng xảy ra ở mọi nơi, kể cả công sở, quán cà phê, thậm chí tại nhà riêng. Điều đó khiến người ta nhiều khi không làm chủ được cảm xúc. Không những thế, họ còn phải cố chiều lòng khách hàng, bởi vậy khả năng nảy sinh tình cảm với khách hàng là rất cao. Thư ký, trợ lý. Vì đặc thù công việc, những người phụ nữ làm trợ lý giám đốc ngày nào cũng phải kè kè cạnh sếp như hình với bóng. Mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện, gặp gỡ, tiếp xúc, dễ khiến tình cảm nảy sinh giữa hai người. Nhiều khi, thư ký làm việc lâu năm còn nắm rõ từng thói quen nhỏ của sếp, cho nên làm gì cũng vừa ý lãnh đạo. Lâu dần, trong mắt vị giám đốc, họ không chỉ đơn thuần là thư ký, mà còn như một người vợ hai đảm đang, tháo vát vậy. Và khi được sếp quyền cao chức trọng ngã vòng tay ra đón vào lòng, hiếm người phụ nữ nào lại từ chối được những lời dụ dỗ êm dịu đó. Ngành giải trí. Những người hoạt động trong giới giải trí thường sống thiên về cảm xúc. Dù bên ngoài phải giữ hình tượng đẹp trong mắt công chúng, nhưng khi có người đồng cảm, họ sẽ dễ dàng ngã vào vòng tay của người khác ngay lập tức. Bên cạnh đó, do làm việc trong lĩnh vực giải trí, được tiếp xúc với nhiều chàng trai lịch lãm, điển trai, nên người phụ nữ cũng dễ bị say nắng bởi vẻ ngoài của họ.
Đồng thời, do môi trường làm việc có cơ hội tiếp xúc thân thể, nên họ cũng dễ bị khơi gợi những dục vọng ở trong lòng. Còn phụ nữ làm tiếp viên hàng không thì sao? Những năm trở lại đây, xếp sau ngành giải trí, phụ nữ làm tiếp viên hàng không bị đánh giá là có nguy cơ ngoại tình cao. Thứ nhất, để được tuyển vào vị trí này, họ đều là những người có nhan sắc, hình thể cân đối, đẹp đẽ, biết ngoại ngữ ở trình độ khá trở lên. Tiếp đó, vì tính chất công việc hay phải bay trong nước, ngoài nước, nên họ thường xuyên phải xa nhà, nên họ dễ dàng có những mối quan hệ ngoài luồng mà không lo bị phát hiện. Tóm lại, ngoại tình hay không ngoại tình đều là do ở bản thân mỗi chúng ta. Hãy cứ sống tốt, sống lành mạnh, có những mối quan hệ rõ ràng thì cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc và vững bền mãi mãi. Triết lý sống mới, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ video này, xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video sau nhé.